bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Soa thalatho sukito brunaho potassa sanero go sukito hoi sa sabbe nya tipi sa thalatham sukita vruna potassa sanero ga sukita hoi sa sabbe nya tipi te thalatha sukita vruna potassa sanero ga sukita ho thalatha sabbe hiện nhà tị phi cầu xin cho các thiện được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa phú lành thay. Và tiếp đây con xin hồi hướng trước đến chư thiên. Akasattha chapumattha deva naga mahitika punyang no anumodam tuchirang rakhan tusasanang Akasattha chapumattha deva naga mahitika punyang no anumodam tuchirang rakhan tuno garu Akasattha chapumattha deva naga mahitika Punyang no anumodam tuchirang rakhan tu nyatayo Akasattha chapumattha deva naga mahitika Punyang no anumodam tuchirang rakhan tu panino Akasattha chapumattha deva naga mahitika Punyang no anumodam tuchirang rakhan tu no sada Yang kinh chi cú sa la cầm bằng cách tập bằng chi li yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su kha tăng ye sát ta sanh ni no át thi ye cha sát ta a sanh ni no ca tâm phun nha ta lăng mây hằng sắc đề pha ni tha hoàn tu tề ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng phun nha ta lăng ma ya ye cha tát thana cha nan ti đề hoa gan tòa ni về đa dùm sắc đề lô cam ni ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhun nhang phu cha năng sắc đề la phàm tu ma ma che ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà ngưỡng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đằng nô nhá vi hô tú xuất phi ta hồn thù nha tá vô cầu mong phước thiện này đại đến thân hữu của chúng con cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài y đằng wa ta nô vun nhân a sa qua khá gia quá hằng hồ tú do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch gần đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm y đăng nê phùn nhằn nít ba nát xá phất chá vô hồ tú mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá chúng con thành kính lãnh lễ và tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tâm quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con một lần nữa chúng con thành thật tri ân đến ngài và chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức phật Gotama được bền vững lâu dài chúng con cũng kính dâng quả phước này đến chư tôn đức
cầu xin quả phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, ông đã hoàn thành đọc tâm bảo và thọ trì quy giới, đây là 4:31. Dạ, trong quá trình đọc tâm bảo và quy giới thì có gì sơ suất xin sám hối cùng quý sư và tất cả đạo tràng, mong tất cả tha lỗi cho con. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, chúc lớp được an vui tiến hóa trong khi nghe pháp ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư thiền nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 13. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ratana tayasa wanda mi Buddho mahesi arahang tathagato lokottamo sabbagaru hicet thakolo kassasathai chanadammako vido wanda mahantang narappu chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài Phật trí thức không đâu sánh bằng, phát ly phiền não trói chăng, tôi thường giao chủ, chi năng vô lượng, tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yá tá sá sá tu nô lô ca nam man thá sá quy nà khá rô cô sáp văn nhu bút thóc bá đi phù thí sành nhá tù văn đà má hành tầng ná ra phù. Trên này giác cần pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai phê sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cũng vừa. Sân khô quý số thô số gá tá sá sa quá cô sách khà số ca mô rắc thòng mát sách khá cô niên đà bách sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana tayate che nasekha me e tuva thanang tasa vi anupave nasahasa ye nasechatu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 13. Yatha aga rằng đúc chanh năng. Yatha aga rằng đúc năng. Yatha aga rằng đúc chanh năng. Qua câu số 2. Vut thi samati vich chati. Vut thi samati vich chati. Vut thi samati vich chati. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Yatha aga rằng đúc chanh năng bút thi samati vich chati. Yatha aga rằng đúc
chan nang vô thi samati vich chati yatha aga rang duk chan nang vô thi samati vich chati. Chưa xong mà sao si kamita nóng quá vậy hả? Còn câu 2, à còn câu 3, câu 4 nữa mà. Rồi bây giờ qua câu số 3 ha. E văn áp hà quý tăng chích tăng. E văn áp hà quý tăng chích tăng. E văn áp hà quý tăng chích tăng. Và câu cuối cùng. Rago samati vichati. Rago samati vichati. Rago samati vichati. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Evang apha vitang chittang rago samati vichati. E văn áp hà quý tăng chích tăng ra vô samati vích cha ti. E văn áp hà quý tăng chích tăng ra vô samati vích cha ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Ya tha a ga rằng đúc thành năng vô thi samati vích chati. E văn áp phà quý tăng chích tăng ra gô samati vích chati. Ya tha a ga rằng đúc chanh năng vô thi samati vích chati. E văn áp phà quý tăng chích tăng ra gô samati vích chati. Ya tha a ga rằng đúc chanh năng vô thi samati vich chati. E văn áp hà quý tăng chích tăng ra vô samati vich chati. Như vậy câu Phật ngôn số 13, nhưng mà nhằm ngày thứ 6 mua xui xẻo nha. Đây 13 mà ở Việt Nam thứ 5, mà tại sao thấy cũng khó, chỉ có một cách đọc. À quý vị thấy chỉ có một cách đọc, chứ không có cách đọc thứ hai là dừng lại chữ tí cuối câu số 2. À, khó à, cái câu này khó chứ không phải là dễ nha. Quý vị, một là đọc một hơi, hai là quý vị đọc hai hơi, nhưng mà dừng tự do. À, quý vị ngừng tự do. À, tự do ở đây có nghĩa là quý vị chọn một trường âm nào đó, mệt nghỉ. À, chứ không thể dừng lại cuối câu số 2 ha. Quý vị mà dừng lại nơi đoạn âm cuối câu số 2, đó là một sự thất bại ha. Cố gắng ha. Rồi bây giờ trong cái cách đọc trường âm đoạn âm chỉ có một cách đọc ha. À, và cái cách đọc thứ hai là cái cách đọc uyển chuyển của quý vị. À, tức là quý vị tùy theo hơi sức của mình mà dừng lại bất cứ một trường âm nào đó, có nghĩa là mệt nghỉ á, dừng lại một trường âm nào đó, chứ không thể dừng lại cuối câu số 2. À, nếu mà quý vị dừng lại cuối câu số 2 thì cuối câu số 2 nó là đoạn âm chứ không phải là trường âm ha. À, quý vị dừng lại chỗ nào cũng được hết á. À, dừng lại chỗ nào cũng được hết á, tùy theo cái hơi của quý vị ha. À, dừng chỗ nào cũng được hết, nhưng mà phải dừng ở trường âm ha. À, còn mà ví dụ như hơi sức ở đây nè, chúng tôi nói thẳng nè, ở đây có ba vị mà chúng tôi thấy rằng miệng liền, hay là quý vị coi như là khi mà lên trả bài á, lên phân tích hoặc là lên mà ứng dụng nơi cái câu Phật ngôn này, có ba người ở trong room này mà ba người nữ chứ không phải là người nam nha. Quý vị biết ai không?
Đó, cái người mà cười này nè, một nè ha, cái người mà đưa cái mặt lên để quảng cáo cho chính mình đó, à, lên đọc một hơi ào ào từ đầu đến cuối nè. Rồi người thứ hai là chiếc Hồng Mai nè, và người thứ ba là chiếc Kim Nhung nè. Từ từ với làm gì mà quý vị đọc ào ào làm chúng tôi nghe chúng tôi cũng sợ luôn, à, giật mình luôn. Quý vị đọc chậm chậm rồi quý vị phân tích làm một hơi, à, giống như là Tiểu Liên hả, Đại Liên bắn là fan ào vậy đó, à, chậm chậm nha. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại, ừ, trong cái giọng kinh, trời ơi vậy mà cũng, à, cố gắng nha. Cố gắng tức là đọc chậm chút, đừng có đọc nhanh quá. Chát hàng á gà răng đúc chẳng năng bút thi sa ma ti huyết chát ti ê quăng áp phà huy tăng chít tăng ra vô sa ma ti huyết chát ti. Chát hàng á gà răng đúc chẳng năng bút thi sa ma ti huyết chát ti ê quăng áp phà huy tăng chít tăng ra vô sa ma ti huyết chát ti. Thêm lần nữa ha, à, dòng kinh gia thàng á gà răng đúc chành năng bút thi sa ma ti huyết chát ti ê quăng áp phà huy tăng chít tăng ra vô sa ma ti huyết chát ti. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ thì quý vị thấy thoải mái ha, sao cũng được, gọi là kệ mà, à, cho nên giọng kệ tương đối thoải mái. Một lần đọc hai câu khác giọng kinh ha. Dạ tha ga răng đục chanh buồn thi sa ma ti huynh cha tìm ê quan áo phá quyền tăng chinh tăng ra vô sa ma ti huynh cha tìm. Dạ tha a ga răng đục chanh năng vô thi sa ma ti huynh cha tìm ê quan áo phá quyền tăng chinh tăng ra vô sa ma ti huynh cha tìm. Dạ tha a ga răng đục chanh năng vô thi sa ma ti huynh cha tìm ê quan áo phá quyền tăng chinh tăng ra vô sa ma ti huynh cha tìm. Như mái nhà vụn lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Rồi bây giờ xin mời Siết Mê Ta, Siết Kim Nhung, Siết Hoàng Thanh này. Rồi xin mời quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàng Khai. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cô Hoàng Thanh. Cô Kim Nhung thì chưa nghe được. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài cũng đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú số 13. Gia thà a ga răng đúc chanh năng vụt thi sa ma ti vụt cha ti ê quăng a pha quy tăng chích tăng ra gồ sa ma ti vụt cha ti. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Gia đoạn âm thà trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc, chanh, hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wood,
Trường Âm Nhấn, Thí, Đoạn Âm, Xá, Má, Tý, ba đoạn âm, Quýt, Trường Âm Nhấn, Chá, Tý, hai đoạn âm, Gia Tha, A Ga, Răng, Đúc, Chánh, Năng, Quýt, Thí, Xá, Má, Tý, Quýt, Chá, Tý. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Ê, trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, đoạn âm, pha, trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích, trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra, gô, hai trường âm thông thường. Xá, má, tí, ba đoạn âm. Quýt, trường âm nhấn, chá, tí. Dạ, con đọc lại hết bài. Gia tha a ga răng đúc chánh năng quốc thi sa ma ti quốc cha ti ê quang a pha quý tăng chích tăng ra gô sa ma ti quốc cha ti. Gia tha a ga răng đúc chánh năng quốc thi sa ma ti quốc cha ti ê quang a pha quý tăng chích tăng ra go samati word chati. Như mái nhà uổng lọt mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh. Ma tì quýt cha tì ê quang a pha quý tăng chích tăng ra gô sa ma tì quýt cha tì. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót xin Ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa cho, và con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một người, một, hai, ba, bốn. Bốn người nghe rõ hả? Vậy tốt rồi đó. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu là nghe rõ. Bốn người nghe rõ, vậy là nghe rõ rồi, không có trục trặc gì. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 13. Giá thà a ra gần đúc chanh năng vút ti sa ma ti vít cha ti e quăng a pha quy tăng chích tăng ra gồ sa ma ti vít cha ti. Giá thà a ga rằng đúc chanh năng vút ti sa ma ti vít cha ti e quăng a pha quy tăng chích tăng ra gồ sa ma ti vít cha ti. Nghe rõ, vậy tốt, nghe rõ, vậy tốt. Nghe tiếp nha. Phân tích câu 1, câu 2. Giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, á, đoạn âm, ga, trường âm thông thường, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc, chanh, hai trường âm nhấn, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, phúc, trường âm nhấn, thí, đoạn âm, xá, ma, tí, ba đoạn âm, quýt, trường âm nhấn, chá tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Giá thà a ga rằng đúc chanh năng vút thi sa ma ti vít chá tí e quăng a pha quý tăng chích tăng ra gồ sa ma ti vít chá tí. Phân tích câu 3. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích, trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu cúng cùi, ra gô, hai trường âm thông thường, xá, má, tí, ba đoạn âm, quýt, trường âm nhắn, chá, tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, rồi dịch tiếng Việt Nam.
e quang apa vi tăng chích tăng ra go samati vich chati yatha ara gần rút chăng yatha aga rằng đúc chăng năng vút thi samati vich chati e quang apa vi tăng chích ra go samati vich chati yatha aga rằng đúc chánh năng vút thi samati vích cha ti e quang apa vi tăng chích tăng ra go samati vích cha ti yatha aga rằng đúc chánh năng vút thi samati vích cha ti e quang apa vi tăng chích tăng ra go samati vích cha ti và tha aga rằng đúc chánh năng vục thi samati vích cha ti e quang apa vích tăng chít tăng ra go samati vích cha ti. Như ngôi nhà vụn lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc xong rồi đấy sư. Rồi sư chùm sò nó rồi. Ngồi đó uống nước hay làm cái gì đó mà nghe tính thinh à. Khi nào có người nào đọc sai lời sư xuất hiện lên phải không sư? Lâu lắm rồi con không thấy mấy cái bông cái hoa của sư cho nghe sư. Con buồn 5 phút đó sư. Không sao, chuyện nhỏ. Trời ơi quý vị chặn bông nào. Quang Thanh, Hồng Thị Kim Nhung là vỗ tay bùm bùm luôn, 30 vỗ tay luôn. Cảm ơn, không có gì sai ha. Rồi cảm ơn quý vị nha. Mời Hồng Dung kế tiếp nha. Đang núp lùm. Con biết ngay mà sư núp lùm, vua núp lùm nha. Vừa ngồi nha, uống trà, uống cà phê vậy nha, ngồi nghe ngồi. Ai mà đọc sai thì chích với sư nha. Bắt lo nha, đợi một chút nha, ngay ngay vậy nha. Con biết nánh của sư hết trơn rồi. Rồi sư đừng có la con nữa nha. Rồi con nhường máy lại cho Hồng Thị Nghiêm Trung nha. Good luck nha. Ba. Dạ, con không thấy Thanh Hoàng lên, con xin lên trước. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 13. Cha tha a ga rằng đúc chăn năng bút thi samati vít cha ti e quang a pha vi tăng chít tăng ra go samati vít cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường. Á, đoạn âm, ga, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc, chăn, hai trường âm nhấn. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phút, trường âm nhấn. Thí, giá, má, tí, bốn đoạn âm. Quýt, trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm. Gia thà, a ga răng, đúc chăn năng, bút thi, samati, quýt, chá tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E, trường âm thông thường, quăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, đoạn âm, pha, trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra, vô, hai trường âm thông thường.
xá, má, tí, ba đoạn âm, quýt, trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 13. Cha tha a ga răng đúc chăn năng bút tí sa ma tí quýt cha tí e quăng a pha quý tăng chít tăng ra gô sa ma tí quýt cha tí. Dạ tha a ga răng đúc chăn năng bút tí sa ma tí quýt cha tí ê quăng a pha quý tăng chít tăng ra gô sa ma tì quýt cha tì. Như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư trí đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc bài. Dạ thà a gà răng đúc chàn năng vút thi sa ma ti quýt cha ti ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gô sa ma ti quýt cha ti. Con xin phân tích cô. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc chan là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, thí, xá, má, tí là bốn đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Giá thà a gà răng đúc chàn năng vút thi sa ma ti quýt chá tí. Câu 3 và câu 4. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra gô là hai trường âm thông thường, xá má tí là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ê quăng a phà quy tăng chít tăng ra gô sa ma tí quýt chá tí. Chá thà a gà răng đúc chàn năng vút thi sa ma tí quýt cha ti e quăng a phà quy tăng chít tăng ra gô sa ma ti quýt cha ti. Như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Ya tha a ga rằng đúc chan năng vút thi sa ma tì quýt cha tì ê quăng a pha quỳ tăng chít tăng ra vô sa ma tì quýt cha tì. Dạ tha a ga rằng đúc chan năng vút thi sa ma tì quýt cha tì ê quăng a pha quỳ tăng chít tăng ra vô sa ma tì quýt cha tì. Mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp, kính nhờ đạo tràng chỉnh sửa giúp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thân mời Thanh Hoàng ạ. Cả nhà có nghe con nói không ạ? Alo, alo. Dạ.
con dùng cái máy mới, con không giỏi lắm. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 13. Cha thà a gà răng đúc chăn năng vút thí sắp ma ti quýt cha ti ê hoàng a phà quý tăng chít tăng ra gô sa ma ti quýt cha ti. Cha thà a gà răng đúc chăn năng vút thí sắp ma ti quýt cha ti ê hoàng a phà quý tăng chít tăng ra gô ya ma ti quýt cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Gia thà a gà răng đúc chăn năng vút thi sa ma ti quýt cha ti. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Đúc chăn là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Vút là trường âm nhấn. Thí xá má tí là bốn đoạn âm ạ. Quýt là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Gia thà a gà răng đúc chăn năng vút thi xá má tí quýt chá tí. Ê hoàng a phà quý tăng chít tăng ra gồ xá má tí quýt chá tí. Ê là trường âm thông thường. Quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ra vô là hai trường âm thông thường, xá má tí là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ, con đọc lại cả bài ạ. Gia thà a gà răng đúc chăn năng vút thi sa ma tu quýt cha ti ê hoàng a phà quý tăng chít ta gô sa ma ti quýt cha ti. Gia thà a gà răng đúc chăn năng vút thi sa ma ti quýt cha ti ê hoàng a phà quý tăng chít tăng ra gô sa ma ti quýt cha ti. Như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Con xin kể. Gia tha ga răng đông chăn năng vô thi sa ma ti quýt cha ti. Ê quang a phá quý tăng chi tăng ra go sam ma quy quýt cha tì. Gia tha a răng đục chăn, gia tha a ga răng đục chăn năng vun thi sa ma tì quýt cha tì. Ê quang a ma quy tăng chít tăng ra go sa ma quy quýt cha tì. Dạ, con đã đọc và kể xong ạ. Con có sai, con xin Ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn quý đạo hữu. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Đâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính lễ Ngài và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 13. Giác hà a ga rắn rút chàm nắng vút ti sa ma ti vít cha ti ê vắng a ta vít tăng chi tăng ra gồ sa ma ti vít cha ti. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Giác hà a ga rắn rút chàm nắng vút ti sa ma ti vít cha ti. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, xá má tí là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Ê vắng áp ba bít tăng chít tăng ra gồ xà mà tí vít chá tí. Chữ ê là trường âm thông thường, chữ văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ á là đoạn âm, chữ pha là trường âm thông thường, chữ ví là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chít là trường âm nhấn,
chữ tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ ra là trường âm thông thường, go là trường âm thông thường, xá má tí là ba đoạn âm, chữ quýt là trường âm nhấn, chữ chá là âm, chữ tí là đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. Yat tha agaram chàm nàng vứt thi samati chati e bằng appa vi tăng chít tăng ra go samati vít chati. Câu tạm dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Bài này kể hơi khó đối với con. Ya tha garang duk cham nang vuti samati vit chati e pang apavitang cintang rago samati vit chati. Ya tha garang duk cham nang vuti samati vit chati e pang apavitang cintang rago samati vit chati. Ya con xin xuống mít xin sư và các quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài có pháp cú số 13. Giáp thà a gà răng đúc chàn năng vút thí sa ma ti vít chát tí ê quăng á phà quý tăng chít tăng ra gồ sa ma ti vít chát tí. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giáp thà á gà răng đúc chàn năng vút thí sa ma ti vít chát tí. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á đoạn âm, gà trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc chan hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút trường âm nhấn, thí đoạn âm, xá má tí ba đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Giá thà á gà răng đúc chan năng vút thí sa ma tí vút chá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê quang á pha quý tăng chích tăng ra gồ sa ma ti vít cha tí. Ê là trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc giọng nguyên âm, ra go hai trường âm thông thường, xá má tí ba đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, e quăng á pha quý tăng chít tăng ra go xá mấy má tí quýt chá tí. Dạ, con xin đọc lại hết câu số 13. Giá thà á gà răng đúc chàn năng vút thí sa ma ti vút cha tí ê quăng á pha quý tăng chít tăng ra gồ sa ma ti vút cha tí. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ya tha ga rang duk chan nang vô thi san ma ti vin cha ti e wang a pha ni tang chi tang ra vô san ma ti vin cha ti. Ya tha ga rang duk chan nang vô thi san ma ti vin cha ti ê quang a pha vi tăng chi tăng ra go sa ma ti vinh cha ti. Dạ, con đã phân tích và đọc kệ xong. Dạ, có gì sai sót nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn sư Trí Đức, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, xin mời niệm từ.
Dạ, cảm ơn sư Thông Mai. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho niềm từ biết mà âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn sister Thiên Vũ, cảm ơn sister Men, cảm ơn Quang Thành đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Và bây giờ con xin phân tích câu pháp cú số 13. Ya tha ara gan duc chan nang vut thi cha ma samati vut chati e wang afa vi tang chit tang ra go samati vut chati. Ya tha ara gan duc chan nang vut thi samati vut chati e wang afa vi tang chit tang ra go samati vut chati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Câu số 1. Câu số 2. Yat tha ara gan duc chan nang vut thi samati vut chati. Dạ, câu số 1. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, duc chan là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, wut là trường âm nhấn, thí, xá, má, tí là bốn đoạn âm. Wut, wit là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu 3 và câu số 4. E-wang-a-pha-wit-tang-chit tăng ra go samati vit chati. Dạ, câu số 3. E là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra go là hai trường âm thông thường, xá má tí là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại. Ya tha ara gan duc chan nang vut thi samati vit chati e wang afa vi tang chit tang ra go samati vit chati. A tha ara gan duc chan nang vut thi samati vit chati e wang afa vi tang chit tang ra go samati vit chati. Như mái nhà vùng lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Đó là bản chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 13. Và thả ga rằng đúng chân năng vút thi sa ma thì vĩnh cha thi ê quảng a pha vì tăng chích tăng ra go sa ma thì vĩnh cha thi. Và thả ga rằng đúng chân năng vút thi sa ma thì cha ti ê quảng a pha vì tăng chít tăng ra go sa ma ti vĩnh cha ti. Dạ, con đã phân tích và con đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tư nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được thọ câu pháp cú số 13. Yat tha aga rằng tuất tràn năng vút thiết samati vút chati vút chati e vang
ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tức chan hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, thí, xá, má, tí, bốn tổng âm, quýt trường âm nhấn, chá, tí, hai động âm, giá tha, á gà, răng, đức chan, năng, quýt, thí, xá, má, tí, quýt, chá, tí, câu ba và bốn, ê, quăng, áp và quýt tăng, chít tăng, ra, cô, xá, má, tí, quýt, chá, tí, ê, trường âm thông thường, văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, đoạn âm, và trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra, trường âm thông thường, gô, trường âm thông thường, xá, má, tí, quý, bốn đoạn âm, sorry, xá, má, tí, ba đoạn âm, quý, trường âm nhấn, chá, tí, hai động âm. Giá tha, á gà, răng, đức tràn, năng, út thị, xa ma, tí, quýt, chá, tí, ê, quăng, á phà, quýt, tăng, chít, tăng, ra, gồ, xa ma, tí, quýt, chá, tí. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dàn tha a ga rằng đúng chân nắng muốn thi sâm ma thì quên cha ti e vang a pha vì tăng chi tăng ra cô sâm ma thì quên cha ti dạ tha a ga rằng đúng chân nắng muốn thi sâm ma thì quên cha ti e vang a pha vì tăng chi tăng ra cô sâm ma thì quên cha ti. Thưa con, cả đọc xong con xin phép ngài và đọc tràng có sai sửa dùm cho con. Dạ, con kính mời vị kế tiếp cô Chiếc Lá Mùa Xuân. Alo, dạ Đào Tràng có nghe không ạ?
Nam mô Bụt Tha. Dạ, chiếc lá mùa xuân có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, chiếc lá mùa xuân có nghe được không? Cầm mic thì không nghe, mà nói thì nghe, mà cầm mic trở lại không nghe. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mời chiếc lá mùa xuân coi lại mic mình nha. Dạ, giờ mời Trần Phụng đi chiếc lá mùa xuân coi mic lại ha. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Bình. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốc bài. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 13. Yết tha a ga rằng thích chan năng uthisa mati vicha sama ti bi chi a ti a vàng a pha vi tàng chi tàng ra go samati vicha Hát tí Yết hạ á gà rằng Đức chân nàng vô thí Sa ma tí Vô chí hát tí Á vành á phà vi tàng Chí tàng ra vô Sa ma tí vô chí hát tí Sa ma tí vô chá tí. Dạ con đọc lại. Yết hạ á gà rằng Đức chân năng vô thí sa ma ti vi cha ti a vạn a phà vi tăng chi tăng ra vô sa ma ti vi cha ti. Nhà con xin phân tích. Giá là đoạn âm tha trường âm thông thường á đoạn âm ga trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng âm đúc là trường âm nhấn chân là trường âm nhấn năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quýt trường âm nhấn thí đoạn âm xá má tí ví là ba đoạn âm ví là tức là trường âm ngắn chá đoạn âm tí đoạn âm e trường âm thông thường văn trường âm đặt theo dạng ngôn âm á đoạn âm pha trường âm thông thường ví đoạn âm tăng trường âm đặt theo dạng ngôn âm chít trường âm ngắn tăng trường âm đọc theo dạng ngôn âm ra vô là hai trường âm thông thường xá má tí là ba đoạn âm ví là trường âm nhấn chá đoạn âm tí đoạn âm như mái nhà vụng lợp mưa liền xâm nhập vào cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Đây là câu thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Ya tha a ya rang du chan lang vu thi sa ma ti vi cha ti e bang a pha vi tang chi tang ra vô sa ma ti vi cha ti ya tha a ya rang du chan lang vu thi sa ma ti vi cha ti a văn a pha vi tăng chi tăng ra vô sa ma ti vi cha ti. Dạ, con đã đọc nhà kệ xong. Con phân tích có sai thì xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin mời vị có tiếp con xin dâng biết lại.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, ân kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Nơi con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 13. Giá thà á gà rằng đút chành năng vút thế sám át tí vít chá tí ê văn á phà vi tăng chít tăng ra gồ sám át tá vít chá tí. Giá thà á gà rằng đút chành năng vút thế sám át vát chá tí. Không thấy đường gì hết. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, a là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đút chan là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, thí xá mát tí là bốn đoạn âm, vít là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Giá tha a ga răng đút chanh năng vút thí xá mát tí vít chá tí. Câu 3 và câu 4. E văn áp và vít tăng chít tăng ra gô xá mát tí vít chá tí. E là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, ra gô là hai trường âm thông thường, xá, má, tí là ba đoạn âm, vít là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Ê văn á phà ví tăng chích tăng ra gô xá mát tí vít chá tí. Giá tha a ra gần đút chan năng vút thí sa mát. Giá tha a ra gần đút chan năng vút thí sa mát tí vít chá tí e văn a phà vi tăng chít tăng ra gô sa mát. Ra gô sa mát tí vít chá tí. Giá tha a ra giá tha a ga rằng đút chan năng vút thí sa mát vít chá tí e văn a phà vít tăng chít tăng ra gô sa mát tí vít chá tí. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Dạ tha ga rằng đu chán nắng vua thi sa ma thì va cha ti ê văn a pha vì tăng chi tăng ra go sa ma tê vi cha ti. Dạ con xin xuống mít có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Xin cảm ơn đạo tràng ạ. Xin chào, xin mời vị tiếp theo. Alo, xin chiếc la mùa xuân chờ một tí ha. Sa thủ của phụ nữ phục hành. Phân tích thì chính xác, nhưng mà tại sao a ga răng chứ không phải là a ga răng ha? Bởi vì a ga ra có nghĩa là cái nhà, ngôi nhà. Thì ở đây cô tu nữ vô phận a ga răng đọc là a ga răng, nhưng mà khi phân tích thì chỉ đọc là a, nhưng mà nó đó là một đoạn âm. Chỗ này cô tu nữ vô phận ha, chú ý lại chỗ chữ a ga răng ha, chứ không phải là a ha. Quý vị thấy gà ở đây nó kêu nó la vậy chứ không bằng mấy con gà của sư Trần Phụng luôn nè. Sư Trần Phụng cả một bầy luôn,
Ở đây có mấy con à? Rồi, xa thủ cô tụi nữ phục hành. Như vậy là cũng có sự tiến bộ, nhưng mà chính là chữ án gà răng chân bà A ha. Rồi, mời xích chất lá mùa xuân. Dạ, có nghe con chưa? Alo. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 13. Hồi nãy con không biết sao mà micro của con nó bị rớt. để con kiếm cái câu. Yathā āgā rằng đúc cha năng uất thiêm samati quýt cha ti ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gồ samati quýt cha tí. Yathā āgā rằng đúc cha năng uất thi samati quýt cha tí ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gồ samati quýt cha tí. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trúc chan là hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt trường âm nhấn, thí xá má tí bốn đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra trường âm thông thường, gô trường âm thông thường, xá má tí ba đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Yathā āgā rằng đúc cha năng uất thi samati quýt cha tí ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gồ samati quýt cha tí. Yathā āgā rằng đúc cha năng uất thi samati thêm samati quýt cha tí ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gồ samati quýt cha tí. Yathā āgā rằng đúc cha năng uất thi samati quýt cha tí ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gồ samati quýt cha tí. Con xin kệ câu này. Yathā āgā rằng đúc cha năng uất thi samati quýt cha tí ê quăng a phà quý tăng chít tăng ra gồ samati quýt cha tí. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mít. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo ơn Đức Phật.
ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, Quang Thanh, Sức Tâm Phụng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Đà Man đã bài chưa Đà Man. Dạ mời anh đã bài chưa. Dạ cảm ơn ông Mai. Dạ cảm ơn Hoàng Thành. Dạ Đà Man đã bài chưa cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ rồi phải không? Dạ. Dạ cảm ơn Tina, cảm ơn Đà Man. Dạ cảm ơn Trần Phụng. Dạ Quỳnh Giang Nhật Hà trả bài chưa? Quỳnh Giang Nhật Hà, alo. Nhật Quỳnh mới thấy Quỳnh Giang Nhật Hà vô, không biết lúc nãy đã vào chưa, trước mít được chạy ra hay sao. Quỳnh Giang Nhật Hà có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Còn vị nào chưa trả bài kính mời bằng tay nha. Nhật Quỳnh lặng hơi sâu tại lúc nãy nghe. Dạ dạ vậy trả bài nha Nhật Quỳnh, nhường mít nè. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Quý Sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con chạy ra chạy vô, con có bên đây họp ở trong hãng cho nên chạy ra chạy vô mới đi đón con trẻ để cho nên lóc ra lóc vô. Dạ, bây giờ con xin trả bài ạ. Dạ, con xin trả bài câu số 13 hôm nay. Yatha aga rang duchan nang wuthi samati wichati e wang afa witang chittang rago samati wichati. Yatha chan samati wichati e wang afa witang chittang rago samati wichati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dut chan là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wut là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, wut thí, thí là đoạn âm, xá, má, tí là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Yatha aga rang đút chan năng quýt thi samati quýt chá tí. Và câu số 3 và câu số 4. E wang affa quýt tăng chít tăng ra gô samati quýt chá tí. E là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, go là trường âm thông thường, xá, má, tí là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. E wang afa witang chittang rago samati wichati. Dạ con xin đọc lại ạ. Yatha aga rang duchan nang wuthi samati wichati. E wang afa witang chittang rago samati wichati. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yatha aga rang đun chan năng vụt thi sa ma ti vinh cha ti. E wang a fa vi tăng chit tăng ra go sa ma ti vinh cha ti. Yatha aga rang đút chan năng vụt thi sa ma ti vinh cha ti. E wang a fa vi tăng chi tăng ra go sa ma ti vinh cha ti. Nhà con đã đọc xong và có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con chạy tới chạy lui ngoài đường cho nên chắc là có bị sai, con nhìn không rõ và con xin mời vị kế tiếp ạ.
con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, dạ, xin chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu bài kinh Pháp Cú số 13. Yat tha aga rằng đức chân năng vút thi samati vít cha ti e vang a pha vi tăng chít tăng ra vô samati vít cha ti. Dạ con xin đọc lại. Yat tha aga rằng đức chân năng vút thi samati vít cha ti e vang a pha vi tăng chít tăng ra vô samati vít cha ti. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đức chanh hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quốc trường âm nhấn, thí xá má tí bốn đoạn âm, quyết trường âm nhấn, há tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Gia thà a gà đằng đúc chàn nàng vút thi sa ma ti huyết cha ti. Con phân tích câu 3, câu 4. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hoa trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm âm đọc theo giọng nguyên âm, chiết trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra gô hai trường âm thông thường, xá má tí ba đoạn âm, quyết trường âm nhấn, há tí hai đoạn âm, ê hoàng áp phà quy tăng chiết tăng ra gô xá má tí quyết cha tí. Con đọc lại nguyên bài. Gia thà a gà rằng đúc chân năng vút thi sa ma ti huyết cha ti e vang a phà huy tăng chít tăng ra gô sa ma ti huyết cha ti. Dạ con xin kể. Gia thà a gà rằng đúc chân năng vút thi sa ma ti huyết cha ti e vang phà huyết ê quang a pha vi tăng chi tăng tha vô sa ma ti vi cha ti. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như ngôi nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Dạ con đọc phân tích và kệ xong. Có chỗ nào sư sai con kính xin sư, quý cô tu nữ và quý đạo tràng sửa giúp ạ. Dạ con xin cho mít lại cho đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn. Alo.
Buddha giá dạ có vị nào cầm mic không vậy quý vị? Alo. Ồ, cảm ơn Nhan Nhật Hà. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ cảm ơn Đạo Tràng. Ồ, còn vị nào trả bài chưa quý vị? Anh Kiểm trả bài chưa anh Kiểm? Dạ Nhật Quỳnh mới chạy mới lặn xuống trôi lên. Dạ cảm ơn Đạo Tràng. Dạ dạ kính chào chị Đăng, vị chào Đạo Tràng. Vị còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bàn tay nha. Dạ Nam Mô Bích Hai Giá một lần nữa còn thành kính đảnh lễ chi tâm đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 13. Yatha aga rang duk chan nang vut thi samati vit chati e vang apha vi tang chit tang ra gyo samati vit chati. Yatha aga rang duk chan nang vut thi samati vit chati e vang apha vi tang. Con bị phân tâm rồi, con xin đọc lại ạ. Yatha aga rang duk chan nang vut thi samavit chati e vang apha vi tăng chit tăng ra go samati vit yatha aga rang duk chan nang vutthi samavit vutthi samati vit chati e vang apha vi tăng chit tăng ra go samati vit chati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường á đoạn âm ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút trường âm nhấn, thí, xá, má, tí. Bốn đoạn âm, vít trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm. Gia thà a gà răng út chanh năng vút thí xá má tí vít chá tí. E trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra gô hai trường âm thông thường, xá tá, xá má tí ba đoạn âm, quýt trường âm nhấn, cá tí hai đoạn âm, e quan áp pha quý tăng chích tăng ra gơ samati vit chati. Con xin ôm lại hết bốn câu. Yatha aga rang duk chanh năng vut thi samati vit chati e vang apha vi tăng chit tăng ra gơ samati vit chati. Như mái nhà bụng lợp mưa điền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục điền xâm nhập. Và đây là bản chuyển thử của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con có đọc và phân tích sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ cô tu nữ Tệ Duyên trả bài chưa cô? Dạ Nhật Bình thấy cô chạy ra chạy vào vào, không biết cô trả bài chưa nha. Dạ nếu cô chưa trả bài, Nhật Bình kính mời bằng tay. Dạ con xin nghe được kệ ạ. Và thả a ga rằng đục chanh năng vua thi sa ma tì vịt cha tì ê quăng a pha vị tăng chế tăng ra gô sa ma tì vịt cha tì. Và thả a ga rằng đục chanh năng vua thi sa ma tì vịt cha tì ai quan a pha vị tăng chế tăng ra go sa ma tỳ quyết cha tỳ. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ cô tu nữ Tệ Duyên có trả bài không cô? Cô cầm mic được không cô, cho Nhật Bình một tín hiệu ạ. Dạ sa thú, dạ kính mời cô. Alo alo, 1234 1234. Dạ nghe rõ. Hôm nay vất quá, chạy vô chạy ra hoài. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô Thầy Gia. Con thành kính đảnh lễ tôn đức Ngài Thế Đức. Nam mô Bích Thai giá, dạ đường nét của cô Thị Duyên có vấn đề rồi, mà con thấy Ngài đã trở lại đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ trở lại đạo tràng để chúng con được học từ vựng duyên sự câu pháp của kinh số 13. Dạ con kính nhân mít đến Ngài ạ. Alo, 123, 123. Cô tôi nghĩ tự nhiên nói tới chữ đất, đã thấy đứt bóng luôn. Hôm nay đường truyền của cô tu nữ tự nhiên sáo á, chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô, không được ổn định ha. Hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị rất là tuyệt vời, tham gia đông ha, đọc ổn định chuẩn ha. Chỉ có một ít hơi phân tâm ở cái câu số 2, nhất là siêng niệm từ ha. Siêng niệm từ nhớ câu số 2 Uttisamati Vichati. Như vậy thì trong cái câu số 2 này quý vị thấy chỉ có hai trường âm à. Quý vị thấy chỉ có hai trường âm trong cái câu số 2 Uttisamati Vichati. Chỉ có hai trường âm, nhưng mà siêng niệm từ là kéo dài chữ thí. Và một số các vị khác cũng bị phân tâm ở chỗ câu số 2 này. Thì trên cái giọng đọc chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm rất là chuẩn, nhưng mà khi mà cái giọng đọc của chúng ta ráp lại thì cũng phải thể hiện như thế đó ha. Uttisamati Vichati, tức là chữ Ut và chữ Vich, hai trường âm chúng ta phải kêu dài, còn những đoạn âm kia thì chúng ta phải lướt qua. Uttisamati Vichati. Như vậy thì quý vị thấy mình làm chủ được cái giọng đọc. Và khi chúng ta đã phân tích, được thì chúng ta đọc được. Mình phải tự tin chính mình nhé, mình tự cho điểm cho mình, chứ không phải là người ta tặng bông, tặng hoa, người ta vỗ tay rồi mình cảm thấy ồ, chính những cái đó khích lệ. Không, mình đọc đúng hay sai mới có những cái bông hoa, có những cái sự khích lệ đó. Thì bây giờ mình phải biết mình đọc đúng hay là sai nha. Hôm nay thì chỉ có một phần đó thôi, còn trường hợp của tu nữ Phúc Hạnh phân tâm là phải rồi. Cái chuyện là nấu cơm khét, cơm khê, hoặc là nấu đồ ăn mà coi như bị phân tâm, vừa nấu mà vừa đọc chữ này thì thấy cái này người ta gọi là bắt cá hai tay không? Một lần tới hai đề mục, làm sao mà coi như vậy mà còn hay nữa. Trời đất ơi, một tay bắt còn chặt nữa, bắt lần hai tay, bắt lần con cá bên này, bắt con cá bên kia, sao hai tay bắt cá được? Bắt cá một tay thôi chứ ai bắt lần hai tay. Chúng ta làm việc gì thì cũng một đề tài thôi.
hướng tâm vào một thôi. Còn đây vừa nấu cơm ha, nấu điểm tâm cho chư tăng, mà còn phải coi như lên đọc nữa, cũng giống như Huynh Giang Nhật Hà ha, vừa chạy ngôi đơn mà vừa đọc nữa. Trời ơi, quý vị thấy tuyệt vời ha. À, cái đó là một cái điều mà quý vị dễ bị phong tâm ha. Không sao, nhưng mà quý vị đã có căn bản rồi, cho nên nhìn vô chỉ có sai chút chút thôi. À, đó là chuyện nhỏ ha, nhưng mà từ cái nhỏ này mà chúng ta để thành một thói quen thì nguy hiểm. Thì khi làm việc gì thì chúng ta hướng tâm về một, thì cái đó nó sẽ tốt đẹp hơn ha. Đúng rồi, khổ đế là vậy đó. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tự vấn. Quý vị đọc được à, thì quý vị cũng phải hiểu cái tự vấn thế nào, cũng giống như Huynh Giang Nhật Hà ha. À, chạy ngồi đường khóa mắt nhìn chữ vô thí, đọc thành ra vô thì, nhưng mà rồi cái nhìn kỹ lại, trời mưa thì nó ướt nhá. À, thì chữ vô thí này là mưa, khi mà bị ướt rồi mới biết đó là vô thí, còn mà khi chưa bị mưa thì đọc là vô thì. À, rồi bây giờ chúng ta vào tự vấn ha. Câu Phật ngôn 13: Giá thà á gà rằng đúc thành năng, giá thà á gà rằng đúc thành năng. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ. Giá thà, đây là một trạng từ quan hệ, giống như, ví như, tựa như. À, giống như, ví như, tựa như, dường như. Rồi, chữ aga rằng, aga rằng thì ở đây do cái từ aga ra. Aga ra là một danh từ trung tính, akaran tanapum sakalinga, bởi vì trung tính có nghĩa là nó không có được, không có cái. À, cái nhà là cái nhà chung, à, không có, không có cái giống đực, không có giống cái, mà nó là trung tính ha. Và chữ aga ra này được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quy phán tỷ câu quan trần a, cho nên aga ra biến thành aga rằng. Đúng rồi, aga rằng cái nhà, để chữ cái kỳ quá, thôi ngôi nhà đi. Chứ rồi nhiều khi để chữ cái rồi người ta nói ô còn cái nhà rồi được nhà là sao. Không, ngôi nhà cho nó không có ai phải như kiếm chuyện ha. Cái thuộc về giống cái, còn đực thì thuộc về nam tính ha. Rồi để ngôi nhà chắc ăn ha. Aga răng là ngôi nhà. Chữ thứ ba, đúc thanh năng. Chữ đúc thanh năng ở đây do tiếp động ngữ đú, có nghĩa là xấu, tồi, tệ, à, hay là vụng, à, thì nó đi trước cái chữ chanh năng. Mà chanh năng do cái từ chanh ná, à, chanh ná nó là một danh từ trung tính ha. Và ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quy phát tỷ e câu quá chanh ná, cho nên chữ chanh ná biến thành chanh năng. Và chữ đúc thanh năng ở đây trong cái dạng quá khứ phân từ, à, tức là đã được lợp một cách vụng về, đã được lợp một cách vụng về. Đúc thanh năng, bởi vì cái từ thanh ná, à, chanh ná có nghĩa là lợp, à, lợp nhà đó. Ừ. Rồi. Bây giờ qua câu số 2, để hai câu này nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. Câu số 2: Vut thi samati vich chati, vut
Uthi Samati Vichati. Thì chữ Uthi đây là một danh từ nữ tính ha, ý karanta ithi linga. Và chữ Uthi này được đứng làm chủ từ số ít Bathaman ekavachana vipatti. Uthi có nghĩa là mưa, Uthi là mưa. Rồi Samati Vichati là cái động từ này, chúng ta thấy do căn ngữ quyết có nghĩa là xâm nhập, xuyên thủng, xâm nhập, xuyên thủng. Vậy thì với những cái tiếp đồ ngữ sân ở phía trước, a tí là phía trước, nó bổ sung cho cái động từ xâm nhập, xuyên thủng. Samati Vichati đây là một động từ số ít, có nghĩa là xuyên thủng, xâm nhập. Xuyên thủng, xâm nhập. Căn ngữ quyết, căn ngữ quyết, quyết ở đây có nghĩa là V-I-D-H, V-I-D-H. Cái căn ngữ của nó chứ không phải là chữ quyết nha. Đúng rồi, đó, căn ngữ nó là vậy đó. Câu số 1, câu số 2. Yết tha a gan rằng đúc khanh năng vút thi samati vích chát ti. Yết tha a gan rằng đúc khanh năng vút thi samati vích chát ti. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lập vung về. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp vụn bề. Ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Bây giờ câu 3, câu 4. Ê quần áp phà quý tầng chích tầng. Ê quần áp phà quý tầng chích tầng. Câu số 3 có 3 từ. Ê quăng là một, áp pha quý tăng là hai, chích tăng là ba. Ê quăng cũng là một trạng từ. Khi nào chúng ta thấy có chữ giác tha thì cái chữ ê quăng nó cũng đi theo. Giống như thì chữ ê quăng này cũng vậy. Giác tha là giống như ha, ê quăng là cũng vậy. Rồi Appa Quý Tăng, Appa Quý Tăng do cái động từ pha quê tí, do cái động từ pha quê tí có nghĩa là tu, tu tập hay là tu tiến. Pha quê tí thì ở đây Appa Quý Tăng, Appa Quý Tá có tiếp đầu ngữ á phía trước có nghĩa là không ha. Rồi pha quý tăng nó đứng trong cái dạng đổi cách số ít đối thì giao quy pháp e câu quá trình á. Áp pha quý tăng có nghĩa là không tu tập, không tu tập. Appa Quý Tăng là không tu tập. Rồi chích tăng, chích tăng do cái từ chích ta. Chích ta là một danh từ trung tính. Tại sao nó là trung tính? Bởi vì cái tâm thì không thể nói nam, nói nữ, không thể nói giống đực, giống cái, mà nó ở phía giữa gọi là trung tính. Atarantanapum Sakalinga. Chích ta được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy pháp kia có quá trình á, cho nên chích ta biến thành chích tăng. Chích tăng là như thế trơn rồi. Câu số 3 như vậy là xong. Qua câu số 4 để chúng ta
bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Rago samati vichati, rago samati vichati. Chữ rago do cái từ raga, raga là một danh từ nam tính, pranta cung linh ga, và chữ raga này được đứng làm chủ từ số ít bathama ekavachana vipatti, cho nên raga biến thành rago. Rago có nghĩa là ái dục, ái dục. Và cái động từ samati vichati, samati vichati có nghĩa là xâm nhập. À, ở trên chúng ta cũng đã thấy nó rồi, samati vichati là xâm nhập. Như vậy thì câu 3, câu 4. Evaṃ appha vi tăng chít tăng ra gô samati vi chạp tí. Evaṃ appha vi tăng chít tăng ra gô samati vi chạp tí. Tương tự như thế ấy, ái dục xâm nhập tâm không tu tập. À, cũng vậy. À, ái dục xâm nhập tâm không tu tập. Rồi, câu Phật ngôn số 13 cho chúng ta ý nghĩa. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp mái vụng về, tương tự như thế ấy, ái dục xuyên thủng tâm không tu tập. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp mái vụng về, tương tự như thế ấy, ái dục xuyên thủng tâm không tu tập. Rồi, câu Phật ngôn số 13, ngài Hòa Thượng Duy Đức, ngài Hòa Thượng Duy Đức của Thơ Lục Bát chỉ có hai câu ha. Nhà ai vụng lợp mưa tuôn, tâm người kém hạnh dễ luồn ái than. Nhiều gì hả? Nhà ai vụng lợp mưa tuôn, tâm người kém hạnh dễ luồn ái tham. Mai tranh che đại trí càng, tâm người khéo giữ dục phàm khó xen. Như vậy là hai câu sau của câu số 14. Ở đây nói lên ý nghĩa câu số 13. Nhà ai vụng lợp mưa tuôn, tâm người kém hạnh dễ luồn ái tham. Ý nghĩa chỉ có hai câu đó. Còn ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn, chúng ta thấy như ngôi nhà vụn lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà vụn lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Như vậy thì ý nghĩa của tự vận chúng tôi cũng đã trình bày xong. Còn câu Phật ngôn số 14 nữa là chúng ta hiểu được duyên sự tại sao có hai câu Phật ngôn này. Thì thời gian còn lại bây giờ mới có 6 giờ còn sớm mà 6 giờ 11 phút rồi ha, 6 giờ 10 phút, còn 20 phút nữa là cái thời gian mà quý vị có thể triển khai câu Phật ngôn này theo ý kiến của mình. Tức là đối với cuộc sống của chúng ta, câu Phật ngôn này có đem lại lợi ích gì? Chúng ta áp ngôn này, chúng ta nhìn vào câu Phật ngôn này để thấy rằng
trong cuộc sống của chúng ta có đem lại lợi ích gì đối với câu Phật ngôn này hay là Đức Phật cách đây 2560 mấy năm cũ lắm rồi, xưa quá rồi. Những cái lời nói của Đức Phật hồi đó đến bây giờ nó không còn giá trị. Alo, ý kiến của quý vị thế nào với câu Phật ngôn số 13? Đây là một điều để cho chúng ta so sánh và thấy được cái sự thật, thế cơ, thế lý. Chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật mà đã xưa cũ lắm rồi, bây giờ không còn có hiệu lực, không còn coi như là cái hiệu quả nữa. Thôi bỏ qua bên đi, mà chúng ta hãy học những cái gì mà tiên tiến, những cái gì văn minh, những cái gì mà hiện đại. Còn cổ xưa những lời của Đức Phật nói thì nó cũ rất rồi, không có tham gia nữa. Thì bây giờ ý kiến của quý vị thế nào? Một ví dụ như một mấy nhà vụn lợp, tức là cái một ngôi nhà ta lợp ngói, lợp tranh, lợp gì đó không biết, lợp ở đây tức là che đậy á, ta che đậy một cái tổ ấm, tức là người ta nói an cư mới lạc nghiệp ha. Nhưng mà giờ một cái gia đình, một cái nhà gia nhà quốc nước ha, một cái nhà mà người ta lợp không kỹ, tức là vụn lợp á, để cho mưa nó dột hoặc là nắng nó chiếu vào, thì mưa mà dột mà nắng nó chiếu vào thì bây giờ người ta là dùng cái từ gọi là khách sạn ngàn sao, tức là nhìn ở ngồi nằm ở bên trong mà nhìn thấy ông trời, gió mát căng thanh, người ta gọi là khách sạn ngàn sao. Nhưng mà bây giờ muốn thấy sao hay là thấy trăng, cái chuyện sao trăng ra ngoài trời, ra ngoài sân, bây giờ mình nằm trong nhà mà mưa giọt mà nắng nó chiếu vô thì bây giờ có ăn được ngủ được không? Cái gì? Bây giờ nhắc lại cái nhà, cái nhà, ngôi nhà, trời khổ quá, cái thằng đồ này chán thiệt á. Chứ Việt Nam mình rất lâu quá, cho nên khi mà chia của cái nào thuộc về giống đực, cái nào thuộc về giống cái, thì chia ra. Thì bây giờ nhà thì người ta đâu có nói cái thằng nhà đâu, người ta gọi là cái nhà. Khổ, tiếng Việt Nam khổ lắm bà con ơi. Nói ra thì coi như bị bắt lỗi tùm lum, mà thấy Tiếng Nhật Quỳnh thấy kiếm chuyện ra là hơn sao. Bây giờ trả lời vấn đề, cái khách sạn ngàn sao, tại sao gọi là khách sạn ngàn sao? Tại vì cái nhà, cái mấy nhà đó là không kỹ, để rồi mưa rồi nắng nó xâm nhập vào. Thì khi mà mưa nắng xâm nhập vào thì mình biết rằng chính cái nhà là cái gì? Cái nhà là chính cái bản thân của mình. Mình không thu thúc, mình không phòng hộ, mình không có bảo vệ nó nè. Thì bây giờ ví dụ khi mắt mình thấy sắc, mắt của chúng ta nhìn thấy cái đẹp, chúng ta đắm nhiễm, nhìn thấy cái xấu, chúng ta tỏ thái độ sân hận. Thì như vậy khi mà lục căn này tiếp xúc với lục trần mà tâm của chúng ta không giữ được sự quân bình, nửa đường thấy chuyện bất bình ra tay, thì bây giờ anh sao mình gọi là người tu? Ai sao tôi dạy ai làm bậy tôi cũng làm theo, như vậy thì tu ở chỗ nào? Mình tu tức là mình phải kiềm chế, tức là cái nhà mình phải khéo lợp, mình phải tu tốt, mình phải tự kiềm chế, mình phải ước mình là ai. Trời đất ơi,
khi mà nổ khùng lên đưa tay rồi cái đầu thấy sập lóc, quý vị thấy quê không? Khi mà bồ đề gai mình nó nổi lên rồi ha, cái tay mình nó bắt chặt quơ lên cái đầu mới thấy ủa tóc đâu còn bao nhiêu đâu, chùi lũi thế này. Thì quý vị nghĩ sao? Cũng có tàm có quý, cũng biết hổ thẹn, cũng biết ghê sợ nhá. Đâu không có cái tóc nào cả mà nổi sân lên. Mà cái sân này đâu phải là cái sân ở phía tóc, đâu phải là cái sân sau, mà đâu phải là sân thượng, mà nó chính là cái sân bay. Để rồi mình bay đâu? Bay vào bốn khổ cảnh. Hay thì ở đây một ví dụ với cái câu Phật ngôn số 13, một ngôi nhà mà ta lợp kỹ càng thì không nói, đây cái nhà mà lợp không kỹ để rồi mưa dột rồi nắng thì nó chiếu vô nhà, mưa nắng mà nó chiếu vô nhà như vậy chỉ làm cho ngôi nhà này một thời gian không có tồn tại. Còn khi cái nhà này mà không có được bảo trì, không được an toàn thì do cái gì? Đó là do cái tâm tham của chúng ta. Do cái tâm tham nó xâm nhập vào bên trong đó mà nó quậy, nó phá, làm cho mình coi như thấy điên đảo, trước tám pháp thế gian, được lợi, mất lợi, được quyền tước, mất quyền tước, được khen, bị chê, được vui, bị khổ. Đám pháp thế gian này, đám cái ngọn gió đời mà nó xâm nhập vào chính bản thân của chúng ta và làm cho tâm của chúng ta bị điên đảo. Cho nên cũng giống như một cái ngôi nhà mà người ta lợp không kỹ thì mưa gió nó làm cho cái ngôi nhà đó không tồn tại, mà chính bản thân của chúng ta cũng không được an tĩnh, không được hạnh phúc vì tham dục, vì cái tâm tham đứng nuôi này trong nuôi kia. Để rồi biết là mình cứ chạy theo những cái dục vọng, chạy theo những cái ảo ảnh và mình không biết mình là ai. Alo, còn mười mấy phút nữa, 12 phút nữa chúng tôi không dành tự mình nói đâu, mà để cho quý vị tham gia để thấy rằng quý vị hiểu câu Phật ngôn này như thế nào. Alo, quý vị cố gắng nha, hãy đưa tay lên. Có cảm tưởng như thế nào câu Phật ngôn này, nó tâm đắc, mình đã học ra những cái hay cái đẹp như thế nào? Và ai chứ Thích Nhật Quỳnh là thấy tâm đắc rồi, đưa tay rồi, trà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải ngữ vựng cũng như nói về ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 13. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, tại con thấy Ngài cầm mít lâu mà Ngài alo hoài, con thấy ai đưa tay thì con đưa tay. Nhưng mà thật sự con cũng, lúc nãy con nghe Ngài nói ở đầu đọc á, thế con nhớ một chuyện. Dạ, sư chào, thức nước nha sư nha. Thì con nhớ một chuyện về đầu đọc, nên con nói về cái ý nghĩa cái câu 13 này, nói về người quá cố. Con nhớ hồi đó con mới đi qua Mỹ, con về Việt Nam năm thứ hai, thì sư Pháp Tính dẫn cái đoàn ở Biên Hòa đi ra ngoài chùa Xá Lợi Phật Tử. Đi ra chùa Xá Lợi Phật Đài thì đi lên chùa Xá Lợi Phật Đài Vũng Tàu, xong rồi lên tới một cái chùa nhỏ ở trên. Thì lúc đó thì tụi con cũng rất là hoan hỷ đi chung với sư. Nhưng mà tới một lát sư đi vô trong đó,
trong chánh điện ha. Sao chánh điện thì đó, cái chùa nhỏ mà cao quá đi, thành ra tụi con không có đi tới, mà ở dưới chỗ cái sân chùa Xá Lợi Phật Đài. Lâu quá rồi không biết phải Xá Lợi Phật Đài không, nếu con có sai ngày chính giùm con một ngày. Lâu quá con không có ra đó. Thì cái sư mới nói với tụi con, trời ơi, đi một đòn vậy nè mà sư bị người ta đòi đánh sư mà không có ai minh sư hết trơn. Thế nó, ủa sao sư bị người ta đòi đánh? Sư nói là lúc mà sư sắp xếp và ca Phật Đài Vũng Tàu, và đúng là bạch sư, bạch nhà cái nói là lúc mà sư sắp xếp ở chùa Phước Sơn để cho chư tăng đi bát, thì sư sắp ai cao hại đi trước, ai thấp hại đi sau, thì chư sắp theo lời ngài Vua Chánh thôi. Chứ đâu biết gì đâu. Bây giờ ra đây thì cái vị này nè, lúc đó là về trong đó mà đi bát. Thì vị đó nói, mày ngon hả? Mày ngon, mày sắp tao gì này kia kia nọ hả? Mày ngon hả? Mày ngon thì mày cởi y ra đi. Rồi mày biết tay tao. Thì sư Phước Tính học là vậy, là nói sư mới nói, thì giờ sư muốn đánh tôi thì sư cứ đánh. Chứ còn biểu tôi cởi y, tôi không cởi y. Tôi đâu có làm tội gì mà bắt tôi cởi y. Thì cái vị này không dám đánh. Dạ, vị này không dám đánh tại vì sư đắp y, biểu cởi y ra đánh. Thì hồi nãy con nghe sư nói về cái độc trọc, thì con nhớ lại câu chuyện này. Cách đây cũng con nghĩ là cũng phải là 9 hoặc 10 năm rồi. Nên thì thực sự là như vậy. Bản thân, như bản thân con là một người Phật tử, con lúc đó con còn đi ở bên phái Bắc Tông, thì con có một người bạn mà sư biết đó, sư biết cái vị đó đó, cái vị mà bị nhà cháy đó sư, kế nhà ông Tư Hạc, mà sau này ông Tư Hạc đi tu đó sư, cái nhà đằng trước đó, nhà bị cháy. Thì bà đi chiều thì bà đi vô chùa Tịnh Xá Ngọc Quyển để tụng kinh, chiều nào cũng tụng kinh, đi tụi con vô trong đó tụng kinh. Nhưng mà khi bà về, bà cởi cái áo với áo gì đó, về đi bên Bắc Tâm, cái áo tràng, cởi cái áo tràng ra, xong rồi là bà chửi lộn chửi lộn dữ lắm, chửi lộn với bà Tư Hạc. Thì chửi lộn mà đến nỗi mà đeo cái đồng hồ ra đô đó, giục mất tiêu luôn, ăn chăn mất tiêu luôn. Dạ, thì con mới nghe hàng xóm người ta nói nè, trời trời, đi chùa đó, Phật tử đó, Phật tử mà chửi lộn kiểu như vậy hả? Từ cái câu nói đó đó, mệt ngài, và thưa đạo tràng, con rất là giữ ý tứ, chuyện người ta thì mình nhớ lại mình, con sợ nhất câu là mình là Phật tử mà mình như vậy đó hả? Nên con rất là sợ. Đây là cũng một cách thành lập nhà. Dạ, con kính nhân mít ký đạo trà, con cũng thỉnh ngài, con có sai ngài chỉ dạy cho con. Con kính nhân mít đến ngài. Alo, 123, 123. Sa tu xin Nhật Quỳnh. Cái vấn đề mà Thích Như Quỳnh trình bày thì cái chuyện đó là sự thật chứ không phải là không. Không phải riêng gì Đại Đức Pháp Tính, mà Thượng tọa Thiện Chí cũng bị hâm luôn. Có nghĩa là con ếch chết vì cái miệng, giữ gìn cho cuộc lễ, nhất là vấn đề trật tự, cho cuộc lễ được tốt đẹp, thì cũng khuyên bà con nên đề cao cảnh giác, hãy tự mình giữ lấy những cái gì mình có, đừng có coi như chỗ đông người, không nên coi như là mất cảnh giác để rồi ân hận. Cầm micro khuyên bà con đề phòng điện thoại, tiền bạc, vân vân ha.
Nhưng mà khi nói cho đã rồi cái nhìn lại cái điện thoại của chính mình á, nó không có cánh mà không bay hồi nào. Thì đây là trường hợp ở thiền viện Phước Sơn, thường gọi thiền ký, tức là bảo bà con nên đề cao cảnh giác điện thoại tiền bạc. Và đề cập đến điện thoại thì chính điện thoại của mình tại đó cũng có cánh mà bay. Quý vị thấy. Còn trường hợp thường gọi pháp tính thì trường hợp đó thì chúng tôi cũng đã nghe, nhưng mà những ở chỗ đông người thì chúng tôi coi như là xin phép ha, xin vắm mặt, mình nhỏ, mình không có võ, cho nên cái chỗ nào đông đông rồi xin cầu xin hai chữ bình an. Chúng tôi coi như nhát đòn lắm, cho nên quý vị cũng quan hỷ ha, mấy chỗ đông người là chúng tôi né. Bởi vì mình tìm một cái sự an vui cho chính mình thì tốt hơn. Tới chỗ đông người phức tạp, và trừ trường hợp bất khả kháng. Chứ còn nếu mà đông người thì nguy hiểm lắm. Nhất là cái trường hợp bây giờ, càng đông người càng máu chết. Lý do tại vì cái cô này mới có 19 tuổi à, mà cái sức tàn phá của cô ta cả thế giới luôn. Quý vị thấy cái Covid này ha, có 19 tuổi ha, trẻ đẹp nè, có một cái sự cám dỗ, có một sự quyến rũ nè, mà ai tới chỗ đông đà dễ bị cô ta chinh phục. Né đi bà con ơi. Cho nên ngày hôm 21 rồi hả? Không, dầu sao nữa cũng cái gốc của cô ta mới hồi 19 tuổi, bây giờ già rồi, 20 rồi, 21 rồi, mới có 2 năm mà già thêm 2 tuổi nữa ha. Nhưng mà thật sự cô ta cái gốc á, cô ta quyến rũ, cô ta chinh phục, cô ta làm cái chết người từ năm cô ta mới có 19 tuổi. Cho nên chỗ nào đông người á, mà chúng ta không đề cao cảnh giác, là chúng ta giống như cái ngôi nhà mà khéo quá, không có khéo mà lợp. Chúng ta không có phòng thủ này. Chúng ta không có thu thúc này, là chúng ta bị cô ta tấn công rồi. Cho nên ví dụ như một ngôi nhà, thì ở đây ví dụ như một cô gái đẹp 19 tuổi, mà cô gái này không riêng gì quyến rũ nam nhân, mà nữ nhân cũng chết luôn. Quý vị thấy ghê đúng không? Sắc đẹp của người nữ mà lại chinh phục người nữ nữa chứ. Sư Thành Kiểm nghe sợ quá bỏ chạy rồi. Đó, quý vị thấy à. Chúng ta lấy một ngôi nhà để làm ví dụ. Thì bây giờ cái cô này 19 tuổi nè, đẹp quá trời quá đất nè, nghiêng nước nghiêng thùng nè, và thật sự thùng nghiêng nước đổ. Chúng ta thấy cả thế giới coi như xính vĩnh luôn. Đó là một cái điều mà khi mà chúng ta không đề cao cảnh giác thì mưa liền xâm nhập vào. Mưa đó là cái gì? Mưa đó là cái gì? Tức là tham dục. Do tâm của chúng ta không kiềm chế, để rồi cái sự tham ái này nó làm cho chúng ta đắm nhiễm, thấy đẹp, nhào vô, ăn đòn. Rồi ý kiến của Sinh Nhật Quỳnh cũng rất là thực tế. Còn quý vị nghĩ sao? Câu Phật ngôn này chúng ta áp dụng trong cuộc sống được không? Được quá chứ. Nếu mà chúng ta biết đề cao cảnh giác, biết thu thúc, biết chế ngự, biết làm chủ chính mình, thì Covid này chúng ta có thể vượt qua. Còn ai không có đề cao cảnh giác, cứ thấy chỗ nông ham vui thì bảo đảm trước sau cũng chết.
mà chết trước người ta để thì nó nói trước sau, chúng ta sẽ tiên phong luôn. Tức là con người do cái gì tham sân và si nó chi phối, thì cái tham này á là cái mà chúng ta không kiềm chế. Nhà của chúng ta không có khéo lợp, không có khéo che đậy, không có khéo phòng hộ, cho nên khi mà tham rồi thì đến mờ mắt. Tham thì thâm, cá mà nó tham mồi thì mắt phải lưỡi câu, chim mà nó tham ăn thì nó phải vô cái lồng bị nhốt. Con người mà tham thì bị cái gì? Bị làm nô lệ cho kẻ khác. Mà ở đây không phải là nô lệ, mà tham ở đây là đưa đến cái trường hợp bà con dòng họ khi mà bị Covid rồi thì không ai dám tới gặp. Mà ta đi với chính cái nghiệp của ta, trong cô đơn, trong hiu quạnh, trong buồn tẻ, trong lặng lẽ, thế là người thân cũng không dám đi tiễn nữa. Rồi, alo, sao mà quý vị im ru vậy? Mời quý vị coi ý kiến làm sao. Ngoài Sĩ Nhật Quỳnh rồi, còn người khác nữa chứ. Alo, alo, ai có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Ở đây là một cái room mà chúng ta phải nói, chứ không thể ngồi im lặng được. Quý vị phải nói để hiểu được cái câu Phật ngôn này ý nghĩa thế nào. Cái một khía cạnh nào đó chúng ta tâm đắc, cái một khía cạnh nào đó chúng ta phản biện, để thấy rằng những cái lời Đức Phật dạy hồi xưa bây giờ vẫn còn giá trị. Chân lý là sự thật, mà sự thật thì nó qua không gian, qua thời gian, nó vẫn là sự thật. Thì bây giờ tôi sa thú chứ không mai phải nói, không nói người ta nói mình câm, phải không? Rồi mời chứ không mai. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ thưa sư, thì con rất là tâm đắc với cái con này và con được ứng dụng trong cái thực tế của con á. Thì khi mà cái tâm mình á như là một mái nhà mà chúng ta không có khéo lợp á, thì nó sẽ, thì phiền não nó sẽ tấn công ta. Ví dụ như khi mà chúng ta nói chuyện với một ai đó thì con luôn là nhìn cái tâm mình ở trong trạng thái nào để tránh khi nói những cái câu mà khiến cái đối phương hiểu lầm, và đâm ra như là một việc nhỏ mà người ta nghĩ sai thì sẽ thành một cái việc lớn và gây ra sự bất hòa giữa bạn bè với nhau. Thì con có một cái kinh nghiệm khi mà đám tang của một cái người cha của một người bạn á, thì chúng con đang thảo luận để mà đi đám ma và mua một vòng hoa tràng hoa. Thì cái người bạn mà con nói chuyện á, thì bạn ấy cứ nhắc là một vòng hoa, nhưng mà khi chích điếu á, thì sẽ có bao thư, nhưng mà con không hiểu ý của bạn đó như thế nào. Thì con mới thấy bạn cứ lặp đi lặp lại, thì con nghĩ là chắc có lẽ là bạn này đó là tiết tiền hay sao mà cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì có một, thì trước khi mà nói chuyện với bạn Phương á, thì con nói chuyện với bạn Nghĩ Hồng, thì bạn Nghĩ Hồng thì cũng đưa ra ý kiến là một tràng hoa để mà kính liếng, để mà kỷ niệm lớp của chúng con. Tại vì lớp của con học là lớp sư phạm giáo, cho nên là chúng con muốn là cả nhóm mua một tràng hoa cườm để mà coi như kỷ niệm, sau khi đám tang xong thì có vật để kỷ niệm cho cái bạn Thảo mà người cha bạn đã mất. Nhưng vì con không hiểu ý cái bạn Phương này, cho nên con lại nói với bạn Hồng là ý như bạn này là không muốn tham gia. Nhưng mà thật sự ra thì không phải vậy. Khi mà bạn Phương nói là bạn Phương rất là giận con vì cái điều mà con nghĩ sai về bạn, thì con mới suy nghĩ lại, con mới đối chiếu lại cái tâm, mà con nói coi như là mình, cái tâm mình nó không có được định tĩnh mà nó phản ứng liền khi mà nghe bạn nói vậy, mà không suy xét và hiểu rõ cái nguồn tận như vậy.
Thì lúc đó thì con cũng xin lỗi bạn, và coi như là rút kinh nghiệm là khi mà nói cái việc gì thì con phải suy xét kỹ càng rồi mới đưa ra cái quyết định. Và con thấy câu này rất là hay. Khi mà chúng ta thường là cái tâm chúng ta khi tiếp xúc với cái sắc trần thì luôn chúng ta là phản ứng liền mà không có sự định tĩnh, sự tịnh tâm để mà hiểu rõ cái hành động, cái lời nói của cái đối phương. Vì vậy cho nên từ những cái việc nhỏ nhiều khi chúng ta không định tâm thì chúng ta sẽ làm ra thành cái một cái việc lớn. Do đó cho nên bây giờ khi mà con nói chuyện với một bạn nào thì con sẽ suy xét kỹ càng trước khi đáp lời lại. Và đó là cái kinh nghiệm của con đã trải qua. Và thưa sư, con xin hết ạ. Sa thủ Sư Hồng Mai. Quay kiến của Sư Hồng Mai, chúng ta thấy rằng mặc dù trễ 6 phút rồi ha, nhưng mà có người tham gia, đó là một cái điều chúng tôi rất là mừng. Bởi vì sao? Khi mà thảo luận như vậy, chúng ta mới hiểu được tâm tư nguyện vọng, chúng ta mới hiểu được sự sinh hoạt của chúng ta có giá trị như thế nào. Bởi vì Sư Hồng Mai và người bạn của mình bất đồng quan điểm, cho nên mới có một cái sự coi như chói với nhau. Trong cái sự chấp thủ đó, nếu mà chúng ta ngồi lại bàn bạc thống nhất với nhau để rồi lấy cái câu Phật ngôn lành thay tứ chúng một nhà đồng tu, tức là trong một cái tổ chức chúng ta có một cái sự nhất trí thì không có chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ chúng ta bất đồng quan điểm thì mỗi người mỗi ý, 5 người 10 ý thì chắc chắn rằng sẽ tạo ra sự chia rẽ. Thì cái điều của Sư Hồng Mai nói lên để cho chúng ta thấy tại sao có sự bất đồng. Tại vì chính cái ngôi nhà của chúng ta mình lợp nó không kỹ cho nên mưa nó xâm nhập vào. Chính vì chúng ta bất đồng quan điểm cho nên mới có những cái sự chống đối nhau. Và bây giờ để hàn gắn cái vấn đề đó thì chúng ta ngồi lại bàn bạc thảo luận, đồng ý nhất trí thì cái chuyện gì nó cũng giải quyết được. Thì cha tổ ý kiến của Sư cha Hồng Mai và ý kiến của Sư Hồng Mai cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Mong quý vị trong tương lai cứ mạnh dạn, tốt xấu không quan trọng, nói thật nhiều, nói lớn, nói to, nói đại thì bảo đảm rằng quý vị sẽ mạnh dạn, trước tiên là tự chiến thắng lấy chính mình, không có rụt rè, không có e ngại. Và quý vị càng ngày càng đọc Pali càng hay nữa, đọc to là giỏi đọc nhí đọc nhỏ trong miệng là chúng tôi không có nghe được, và đạo tràng không nghe được thì cũng không ai tặng hoa, không ai vỗ tay đâu. Cho nên quý vị đọc đại đi, bảo đảm rằng quý vị thành công. Câu số 13 và câu Phật ngôn số 14 sẽ cho chúng ta một cái kết quả rất là tuyệt vời. Trong cái duyên sự thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tưởng thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, tinh quan lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô mô tu sa ba đa. Do lời chân thật này kính dâng qua phước lên chư tôn thiền đức tăng ni quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhá. Hôm nay chắc Sư Nhị Quỳnh cũng bận rộn ha. Thôi thì chúng ta kết thúc ở đây ha. Phải cần nhạc tiễn đưa quá. Sư Nhị Quỳnh đưa tay nhá.
cũng đưa tiếng bằng nhạc nữa hả? Rồi, mời Thí Nhật Quỳnh. Thank you.